Trơn lắm anh ạ. Trơn, trơn. Trơn này dễ di chuyển. Trơn nó dễ vào, dễ ra này. Đã chờ mà nước thì cứ sụp sụp. Ngon thế. Anh Quyền cho vào để cho ra một chút một cái. Thích thế. Em mới thích. Nó Quyền đấy gọi là pro. Nó thích là ruột. Đây là có cảm xúc à. Nào, anh Quyền vừa chấm chân vừa mút. Đồ tôm này rất là ngon. Em quay, em có chụp đâu, em quay nãy giờ chứ. À.